cũng vậy, nhà nó bị ẩm rồi, nó bị ẩm rồi. Rồi nó ẩn comment rồi nha chị ơi, em phát lại mà vẫn không thấy. Hello chị Tuấn Khang, hello Đoàn Thùy Trang, em có cái mẫu sẫm xẻ tà đẹp đó em lấy không? Xem được nhưng mà trên ý là mấy chủ nó không hiện comment á, chị phải coi qua máy này chị mới thấy comment này, bên máy này nó mới hiện comment, còn mấy chính phát like nó không có hiện, nó like nó rất là cực. Chia sẻ like tặng áo và ba nha mấy chị ơi, chia sẻ like lên giùm em. Rồi hôm nay em xả áo bà ba màu trơn 55.000, áo bà ba bông với lại bà ba màu đính đá là 65.000, còn áo 4D là giá 75. Mấy chị muốn xem mẫu nào nói em lên nha. Xả giá ba loại áo đó với lại mẫu bộ bà ba một màu nha mấy chị. Bộ bà ba một màu là em xả đồng giá 95.000 thôi, là có mẫu hoa thiêu với lại mẫu đính đá, là còn mấy bộ em xả hết luôn. Chị Hương Mai, em chào chị Được Lê. Rồi mấy chị chia sẻ like lên giùm em nha, chia sẻ like lên giúp em 3 lần trang cá nhân, 2 lần vào hội giám trợ chế độ công khai là em tặng phiếu bốc thăm tặng áo và ba nha mấy chị. Em chào chị My, bữa giao cái áo này đẹp. Ok chị Tuấn Khang, chờ xíu lên nha. Chị Hương Mai, bà ba người già 80 tuổi hả chị? 80 tuổi em không có, em chỉ có cái mẫu như này. Mà 80 tuổi thì chị chọn cái màu tối thôi, mẫu trơn là đơn giản nhất hả chị. Đây, lớn tuổi nhất là em có cái mẫu này là đơn giản nhất, là áo màu trơn hết như vậy rồi mặc với quần đen nè chị, thì chị chọn màu tối thôi, chứ còn em không có mẫu mà hai cái túi mẫu bông bà già em không có nha. Đó. Chị nào chia sẻ like rồi chấm lên cho em ghi phiếu ha mấy chị. Có ảnh comment like rất là cực luôn á. Tại vì họ không có thấy, phải cầm điện thoại khác mới thấy được comment của mấy chị luôn. Bữa nay em xả áo bà ba là em xả 3 mẫu mấy chị ha, 4 mẫu chứ. Áo bông em đang mặc là với lại áo màu đính đá là 65.000 một áo. Còn áo màu mờ trơn á là 55.000, còn áo màu in hoa 4D là 75.000 mấy chị ha. Bộ bà ba một màu hoa thiêu thì em xả 95. Đó, xíu nữa chị nào chốt được gì chốt giùm em nha. Phí ship toàn quốc là 30.000 cho một đơn, tại vì em sale thì em không có hỗ trợ miễn ship nha mấy chị. Em sale là em sale lỗ rồi đó. Chấm like lên giùm em, bắt đầu ghi phiếu nha. Em ghi phiếu từ chị Thúy Diệp nha. Hello chị Thúy Diệp. Mẫu em đang mặc là em sale 65.000 đó chị, 65.000 một áo có size ha. Rồi em ghi phiếu từ chị Thúy Diệp, chị nào mình chia sẻ like là chấm lên cho em nha. Thúy Diệp nè. Phương Bích chia sẻ like lên em ơi. Rồi Tuấn Khang nè. Hello chị Heo Sinh. Rồi em ghi phiếu Phương Bích. Hello chị Hiền nha. Ghi phiếu chị Trần Hiền. Chia sẻ nhiều giùm em mấy chị. Em nói 3 lần trang cá nhân, 2 lần hội giám trợ, nhưng mà mình chia sẻ càng nhiều càng tốt nha mọi người. Cho em 5-7 nhóm chợ gì cũng được nha. Rồi em ghi phiếu chị Phường Mỹ. Xin chào chị Hiền ha. Rồi tính ra
Rồi ha, chị nào chia sẻ like là chấm lên giùm em. Nãy giờ ghi được 5 phiếu ha mấy chị. 5 phiếu. Tiếp tục chia sẻ like lên cho em mấy chị ơi. Trên 100 lượt chia sẻ mới bốc thăm được nha. Rồi em ghi phiếu chị My Nguyễn. Hello chị Hiền. Rồi em ghi phiếu chị Được Lê. Chấm chấm like lên giùm em mấy chị. Em sẽ lên. Giờ mình lên mẫu gì trước thôi mấy chị ơi? Áo màu trơn hay là áo bông hay là áo màu đính đá? Em sẽ đều sale hết á. Vô để em coi comment nha. Lên mẫu gì mấy chị cứ comment lên cho em lên nha. Rồi áo áo bông là bữa giờ chị Tấn Khang có hỏi áo bông biết luôn. Bộ này mấy chị, bộ màu hồng sen em còn một bộ này em sale 95 ngàn, chị nào lấy chốt giùm em nha. Rồi em lên áo bông trước. Và cái bộ này bà ba đính đá một màu quần ống nhỏ màu hồng cánh sen size số 5, giá bán là 145, giờ xả 95, chị nào lấy chốt giùm em bộ hồng sen size số 5 nha. Rồi bộ hồng sen size số 5 giùm em mấy chị. Hello chị Hiền ghi thiếu chị rồi nha. Rồi bộ hồng sen size số 5 giùm em quần ống nhỏ mấy chị ơi, quần ống nhỏ là có hai túi ha. Hồng sen size số 5 65 70 kg, cao 1m6 trở lên, 72 73 kg vừa cho em ha. Đó, chị nào thích thì chốt cho em bộ này 95 ngàn. Giá bán là 145. Giờ sale cho mấy chị bộ này 95, chị nào lấy chốt cho em là bộ hồng cánh sen size số 5 nha. Bộ lửng thun chị Thanh Quách ơi có, nhưng mà chị nói 65 kg mà chị lấy 4 bộ thì em sợ không có đủ. Size mà ít ký hơn thì có, size 65 kg ít lắm chị. Rồi chị nào lấy bộ này chốt giùm em hồng cánh sen size số 5 nha. Chia sẻ like lên giùm em. Rồi em lên áo bông em đang mặc, màu bông em đang mặc chốt giùm em mã sọc nâu mấy chị. Hello chị Yên Phạm chia sẻ like lên giùm em mấy chị ơi, chia sẻ like tặng áo nha, tặng áo bà ba. Rồi lên giùm em mã bông nâu. Chốt giùm em mã bông nâu mấy chị ơi, bông nâu em còn size size 2 3 4 5, chốt giùm em mã bông nâu 65.000 một áo ha. Bông nâu giùm em nha. Chia sẻ like lên đi chị Yên Phạm ơi. Rồi bông nâu cho em. Bông nâu em còn size 2 3 4 5. Bông nâu size 2 3 4 5. Dạ đúng rồi, chia sẻ like là em tặng phiếu, chút nữa em bốc thăm là em tặng áo bà ba ha. Bông nâu. Rồi cái này lên cho em mã hoa nhí hồng, em còn cái này size số 4. Hoa nhí hồng em còn một cái size số 4, chị nào vừa chốt cho em nha. Size 4 60 đến 65 ký vừa ha. Rồi em ghi phiếu cho chị Yên Phạm. Chia sẻ like cho em 3 lần về trang cá nhân mấy chị, đồ đẹp em cảm ơn chị Hiền nha. Rồi lên giùm em mã hoa nhí hồng cho em size số 4 nha. Hoa nhí hồng em còn size 4 60 65 kg. Rồi chốt mã hoa nhí hồng giùm em nha. Hoa nhí hồng. Bông này lên giùm em mã đỏ size số 5, đỏ này cổ vuông nha mấy chị, cổ vuông tim chứ không phải cổ tim như em đang mặc nha. Rồi, đỏ này size số 5. 65 ngàn một áo mấy chị ha. Rồi chốt cho em mã đỏ 5. Đỏ 5 giúp em ha. Hoa đỏ size 5. Hoa đỏ size số 5 giùm em. Lấy 3 bộ vạt 2 bộ cũng được là sao chị Thanh Hết? Lấy 3 bộ vạt 2 bộ là sao? Rồi cái này các chị chốt giùm em mã hoa size số 3, 55 60 kg vừa size số 3 lên cho em mã hoa. Mã hoa size 3 giùm em nha. Hello chị Trang Thu. Rồi em ghi phiếu chị Trang Thu. Nhớ chia sẻ trang cá nhân cho em nha, em không thấy chị Trang Thu chia sẻ trang cá nhân cho em gì hết, chia sẻ hội nhóm không à.
chia sẻ đầy đủ trang cá nhân giùm em nữa nha. Chị Thanh Quách ơi là sao chưa hiểu không á? Rồi lên giùm em mã hoa đỏ. Hoa đỏ size 345. Ê, hoa đỏ còn size số 3. Hoa đỏ em còn size số 3. Không phải, mã hoa em còn size số 3 nha. Mã hoa đó em còn size số 3. Tại vì em không thấy mình chia sẻ trang cá nhân. Rồi cái mã này lên giùm em mã hoa hồng. Mã hoa hồng giúp em size 2345 mấy chị. Lên giùm em mã hoa hồng size 2345 cái mặt lên giùm em mã sọc nâu. Ok chị, tại hồi bữa em có vô mẹ không thấy chia sẻ trang cá nhân. Bữa nay á, là chị nào mà chúng được chúng game là em vô em kiểm tra liền á, không chứ chia sẻ đủ là em muốn tặng quà nha. Chị Thanh Quách comment lại giùm em chứ comment vậy em đọc em không có hiểu sao em biết em lấy được. Dạ hôm nay là em xả áo bông, áo tất cả các màu, áo mẫu áo mà ba luôn, áo bông xả áo bông và áo màu đính đá thì 65.000 một áo. Rồi áo màu trơn thì 55.000, còn áo 4D thì 75.000 thôi, 95 xả còn 75 nha. Rồi này lên giùm em mã hồng mấy chị. Hồng size 2345 giúp em mã hồng. Lên giùm em mã hoa hồng size 2345. Mã hồng size 2345. Rồi lên mã hồng giùm em nha. Hồng size 2345 chia sẻ like lên cho em mấy chị. Đó em xả tất cả các mẫu áo và ba với lại đồ bộ, chị nào muốn xem mẫu nào thì nói em lên. Sáu mươi lăm ký còn mấy bộ cũng được. Rồi hồi bữa chị chốt một bộ 53 ký, 52 ký gì đó là chị lấy một bộ đó thôi, còn là lấy 65 ký hết hả chị? Rồi lên giúp em nha, mã hoa hồng mấy chị, hoa hồng, hoa hồng. Chị đây, chị Yên Phạm, em ghi phiếu chị rồi. Hello chị Huệ. Áo màu trơn rồi, chờ em xíu em lên hết này, em lên áo màu trơn nha. Màu trơn thì em cũng có nhiều đó màu, em xả cho hết thôi, chứ không có về thêm màu nào mới hết nha mấy chị. Nói chung là hàng bây giờ là không có về thêm hàng mới. Dịch tràn lan luôn, là xe cổ không có đi đâu được hết, không có hàng về mấy chị ha. Là còn gì là sale cái đó cho mấy chị thôi. Cái này lên giùm em mã bông cam. Bông cam này em còn size 2, size 4, size 5 ha mấy chị ha. Lên giùm em mã bông cam, còn size 2, size 4 à. Bông cam giùm em nha, size 2, size 4. Bông em mặc lên giùm em mã bông hồng size 2, 3, 4, 5. Rồi em ghi phiếu chị Huệ ha. Em sale mấy chị tranh thủ đi đơn giùm em, đừng có giữ đơn lâu mấy chị hơ, mùa này đừng giữ đơn lâu cho em ha. Áo em đang lên xả 65.000 một áo chị Huệ ha. Rồi hoa hồng size 2345 giùm em mã hoa hồng mấy chị. Hoa hồng size 2345. Chốt giùm em mã hoa hồng. Bông này lên giùm em là bông cam. Lấy cái tím quế số 3 trơn ok chị ha. Chị nào xem áo màu trơn comment lên em lên. Rồi bông cam giúp em ha. Bông cam em còn size 2 và size 4. Tím quế trơn size số 3. Rồi tiếng Huế trơn size thứ 3 chốt chị Trang Thu. Sáu mươi lăm chị Huệ mỏng đang lên 65. Chia sẻ like lên cho em mấy chị. Hoa cam em còn size 2, size 4.
chấm chấm like lên cho em mấy chị ha. Rồi cái hoa vàng này em còn cái này size số 2, chị nào vừa chốt mã hoa vàng cho em size số 2. Hoa vàng size 2 giùm em nha, đẹp quá trời luôn. Rồi chốt giùm em hoa vàng 2 mấy chị. Hoa vàng 2. Trời ơi, không có thấy comment gì hết à. Rồi hoa vàng size số 2 cho em mấy chị hơn, ngồi bị xéo à. Hoa vàng size số 2 giùm em. Hoa vàng size số 2, rồi cái này lên giùm em mã sọc vàng. Cái này lên giùm em mã sọc vàng ha. Sọc vàng cho em nha, size 2, 3, 4, 5 chốt giùm em mã sọc vàng mấy chị. Nó giống cái sọc nâu em mặc lúc đầu á. Rồi lên sọc vàng giùm em ha. Rồi cái này nó còn cái này là cái lô trước nó còn một cái một size số 5 xả 30 ngàn. Chị nào lấy chốt cho em vàng 530 ngàn ha. Cái này còn một cái, chị nào chốt mà có đủ đơn thì em đi luôn. Rồi lên cho em mã vàng 530 ngàn. Cái bông này nó cũng hơi nói chung là nó hơi màu mè tí, nó nhiều bông quá đó. Rồi ha, cái vàng 5 này xả 30 ngàn, chị nào lấy chốt thì em nha. Cũng đẹp nha mấy chị. Còn cái một cái này ha, 30 ngàn chốt cho em mã vàng 5. Rồi vàng 530 ngàn. Em chào chị Subi. Rồi lên giùm em này mã hồng tím size số 5 mấy chị. Hồng tím size số 5. Hồng tím size số 5 cho em nha. Hồng tím size số 5. Hồng tím size số 5 mấy chị đẹp. Vàng 30 ngàn em chốt chị Huệ. Vàng 30 ngàn em chốt chị Huệ ha. Sơ xả 65 mà nãy giờ mấy chị đòi chốt ta, mấy chị đòi xả rẻ hơn, chắc em đuối quá. Bông áo bông chị đang mặc xả 65 nha em ơi. Rồi cái này lên giùm em mã tím cẩm size số 4, 60-65kg vừa chốt tím cẩm size số 4. Hết rồi chị My, vàng 530 ngàn em hết. Rồi em lên hết này để em qua áo trơn cho mấy chị, 55 ngàn một áo nha. 55 ngàn một áo. Rồi lên giùm em ha, tím cẩm size số 4 mấy chị. Tím cẩm size số 4 giùm em nha, tím cẩm size số 4. Hoa nhí vàng em còn size 2, size 4 và size 5. Trời ơi đẹp chưa. Hoa nhí vàng cho em nha, size 2, size 4, size 5 mấy chị. Mẫu này hình như là em không còn size số 1. Hoa nhí vàng mua cho hết ok chị. Hoa nhí vàng size 2, size 4, size 5. Cho chị cái quần đen nhỏ số 3 ok chị Huệ. Em chụp màn hình lại chị em không nhớ. Hoa nhí vàng ha, hoa nhí vàng size 2, size 4, size 5. Bông này lên giùm em mã hoa trắng đi mấy chị. Tay ren hết rồi chị. Hoa trắng. Hoa trắng này em còn size 2, 3, 4 hay sao á. 2, 3, 4 giùm em mã hoa trắng ha. Rồi lên mã hoa trắng giùm em size 2, 3, 4 mấy chị đẹp nha. Hoa trắng size 2, 3, 4. Hoa trắng 2, 3, 4 giùm em. Chốt rồi chị Trang Thu, em chốt rồi. Hoa trắng size 234 tay ren. Còn mấy cái này là tay ren này giờ xả 40 ngàn một cái luôn. Chị nào lấy chốt cho em. Rồi tay ren bông này lên giùm em mã bông xanh size số 2. Rồi bông xanh size số 2 nè, 40 ngàn chốt cho em bông xanh này size số 2. Bông không phải. Cái bông này, hai bông này khác nhau. Một cái này là bông xanh nè, bông xanh này đây mới là bông xanh nha.
Bông xanh này em còn cái này size số 1, còn cái này là bông tím mấy chị ha, bông tím size số 2. Bông tím size số 2 cho em nha. Bông xanh size số 1, bông tím size số 2. Tay ren này em còn 3 cái. Xả 40 ngàn thì chị nào lấy chốt được em. 4 cái. Rồi hai cái này size số 3 chị nào chốt hết hai cái cho em nha mấy chị. Cho nó hết luôn, chốt một cái em không chốt, 40 ngàn ha. Lên nhiều em mã hoa hồng và hoa nhí hồng và hoa vàng mấy chị. Hai cái này size số 3, 40 ngàn một cái. Hoa nhí hồng và hoa vàng cho em nha. Hoa nhí hồng nè và hoa vàng là size số 3. Chị nào lấy thì lấy hết hai cái giùm em nha. Lấy hết hai cái cho em có 40 ngàn thôi nè em xả. Xanh size 1 còn tím size số 2 chị My. À, hai cái khác nhau, cái tím này size số 2 nè. Còn cái xanh này size số 1. Vậy là chị My lấy hết hai cái này ha. 40 ngàn một cái nha. Rồi. Xả rẻ là mấy chị hốt liền. Rồi này em chốt chị My. Rồi chắc áo bông này xíu xả cho mấy bà luôn, 55 ngàn luôn đi nha mấy chị hốt em. Xả 55 ngàn là khỏi nói tới nói lui gì nữa luôn á. Là không thể nào rẻ hơn luôn. Hai cái này chị Tấn Khang lấy hả chị? Bà chờ xả rẻ bèo quá mới lấy luôn. Lai bữa giờ hai này bà đâu lấy, bây giờ xả 4 ngàn lấy liền à. Chán biết là chị ghê luôn. Rẻ đẹp em cháu ơi chị Hiền nha. Mấy bả vô là chờ xả thôi, mấy bả mới chốt, còn like mà giá rẻ mà sale rẻ sale mà ít xíu mấy bả không chốt đâu. Mấy bà này ghê lắm. Rồi chị Tấn Khang. Rồi thôi vậy bây giờ cái bông này còn em xả lên lại cho mấy chị xả 55 ngàn luôn ha. Cho nó hết luôn cái mùa này, thiệt sự mùa này là bán hàng đi giao cũng cực đúng mấy chị. Giao cực ghê lắm. Rồi bông cam nè, 55 ngàn mấy chị ha, em lên lại chị nào lấy thì lấy nha. Xả luôn. Bông cam này em còn size 2, size 3 sao á. Bông cam size 2, size 3 chốt lại giùm em nha. Bông cam size 2, size 3 55 ngàn một áo lên luôn mấy chị ha. Rồi, cái này lên giùm em mã tam giác size số 1. Trời, cái tam giác này đẹp nè. Cái tam giác này đẹp nè, chị My lấy nè. Rồi, tam giác size số 1 cho em. Em xả quá là bèo nhèo luôn mấy chị. Cho nên là tiền ship là một đơn 30 ngàn giùm em ha. Rồi, cái bông cam này ha, lên giùm em mã bông cam. Bông cam size số 1 55 ngàn mấy chị ha. Bông cam size số 1 giùm em nha. Bông cam size số 1. Đó, tam giác giùm em chứ, tam giác. Số 3 chị, hai cái kia là size số 3. Rồi em còn hai cái tay lưới này size số 5, chị nào lấy hết hai cái này ha. 100 ngàn cho em nha. Hai cái tay lưới này chị nào lấy hết hai cái 100 ngàn giùm em. Một cái hoa tím, cái này là tay lưới dài nè. Một cái hoa tím và một cái hoa cam size số 5 mấy chị. Hai cái này 100 ngàn. Cho chị nào chốt hết giùm em nha. Cam một không? 55 ngàn là lấy liền hả? Rồi cam một em chốt chị My. Cái này đẹp quá luôn á. Cam 1 em chốt chị My. Hai cái bông tay lưới này ha, size số 5 mấy chị. 100 ngàn giùm em. Thôi 80 ngàn, bà nào lấy luôn hai cái tay lưới này, xả luôn 80 ngàn cho chị nào lấy luôn hai cái tay lưới size số 5 80 ngàn giùm em ha. Xả cho nó hết. Rồi hai cái tay lưới size số 5 80 ngàn, 40 ngàn một cái á. Còn hai cái thôi, chị nào lấy luôn giùm em.
Lấy hết hai cái nha. Một áo bông size số 1 hình như là giờ không còn cái nào sao á chị. Như nãy giờ em lên là không còn cái nào size số 1 rồi sao. Số 2 không à. Rồi hai cái bông cam, bông cam với bông bông tím nha. 80.000 chị nào lấy chốt giùm em nè. Rồi lên lên mẫu này ha, đồng giá 55.000 cho em ha, cái áo bông. Rồi lên giùm em mã hoa nhí vàng, em còn size 2, size 4 và size 5 mấy chị. Hoa nhí vàng cho em size 2, size 4, size 5. Hoa nhí vàng ha. Ờ 2, 3, 5 mấy chị đẹp. Em còn size 2, size 3, size 5, 55.000 một áo. Chốt mã hoa nhí vàng giùm em size 2, size 3 và size 5. Đâu mất rồi, mất mình lụng luôn rồi. Lúc em giá, lúc cam. Năm mươi lăm ngàn rồi, cái đỏ này lên giùm em. Em còn size size 2, size 3. Lên giùm em mã đỏ trắng size 2, size 3 mấy chị. Mã đỏ trắng size 2, size 3 ha. Rồi mã đỏ trắng em còn size 2, size 3. Cái em mặc là hoa nhí vàng nha. Size 2, size 3 và size 5. Rồi này lên giùm em mã đỏ trắng em còn 2 với 3. Đỏ trắng thì em còn size 2, size 3. Chị nào vừa chốt mấy chị. Đâu hết rồi. Chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Trời ơi, 100 lượt chia sẻ em, 100 lượt chia sẻ trở lên em mới bốc thăm nha. Dưới 100 lượt là em không bóc. Cái này em nói trước nha mấy chị. Quá trời người xem mà nãy giờ lượt chia sẻ được có 30 mấy lượt rồi mọi người. Sao mà em chốt đơn mấy chị, sao mà em bốc thăm mấy chị được. Chia sẻ gì mà ít xỉn giờ sao em bốc thăm được. Nhiều em yêu cầu là chia sẻ 5 lần mà nhiều chị chia sẻ có 1 lần một vô vô cái nhóm chợ này đó thôi à. Rồi bông đỏ giùm em còn size 2 với size 3, size 2, size 3 và size 5 mấy chị. Size 2, size 3, size 5 ha. Sale 55.000 một áo. Chia sẻ like lên cho em mới chốt nha mấy chị ơi. Hello em Dung Thị. Nhí vàng số 3 chị Minh Mẫn. Lên số điện thoại giùm em. Chia sẻ trên 100 lượt chia sẻ em mới bốc thăm nha. Cái này nói trước nãy giờ em coi đó, có ba mấy lượt à. Chị Minh Mẫn lên số điện thoại giùm em nha chị đẹp. Hết này em lên áo màu trơn nha mấy chị. Rồi cái này các chị lên hoa nhí vàng. Giờ em còn cái số 2, cái số 5 đó. À lon bùi hả? Lon bùi ơi, áo bà 34D hôm nay chị xả 75.000 một áo, em có muốn xem không? Em chào chị Trần Nâu. Nhận hàng em giao rồi, đẹp lắm nha. Em cảm ơn chị ha. Cảm ơn chị. Rồi bông đỏ nè, bông đỏ đẹp quá trời luôn. Em còn size 2, size 3 và size 5 nha. Em đang sale giá 55.000 một áo. Rồi lên bông đỏ thì mẹ với chị. Bông đỏ size 2, size 3, size 5. Chị nào vừa chốt cho em. Chị nào hút chốt cho em. Chia sẻ like tặng phiếu ha mấy chị ha. Tặng phiếu bốc thăm tặng áo 3 nha. Rồi lên giùm em mã bông đỏ, đẹp quá không? Bông đỏ cho em. Em ghi phiếu cho chị Trần Lan. 62kg mẫu này là chị mặc size số 4 á chị. Cái bông nào mà em lên mà em đọc có size 4 là chị thích chị chốt thôi ha.
55 ngàn một áo mọi người ơi. Mẹ vô, mẹ vô. Rồi, bông đỏ giúp em ha. Bông đỏ size 2, size 4, size 5. À, size 2, size 3, size 5. Em mấy chị. Rồi cái này lên giùm em mã xanh nước biển nha mấy chị ơi. Chốt cho em mã xanh biển nha. Lên bông xanh biển giùm em còn size 234, bông xanh biển chốt cho em 234 mấy chị. Bông xanh biển size 234 ha. Rồi lên mã bông xanh biển giùm em ha, size 2, em còn size 2, size 3 và size 4. Đó chị Trần Lan mặc size số 4 chị nha. Cái bông nào mà em đọc có size ha, size số 4 thì chị chốt. Như cái bông này em còn size 4 nè. Mẫu đang lên sale có 55.000 một áo ha, giá bán 85, sale còn có 55 thôi mấy chị. Rồi lên em mã xanh biển. Xanh biển size 234, xanh biển 234 giùm em. Xanh biển 234. 62 kg, size số 4 chị Trần Lan ơi. Đẹp quá chị Yên Phạm. Rồi bông vàng trắng này em còn size số 4, 60-65 kg vừa. Chốt cho em bông vàng trắng size số 4 ha. Bông vàng trắng size số 4 giùm em. Không có quần ống suông chị, chỉ có quần ống nhỏ và quần ống rộng thôi à. Không có quần ống suông. Rồi cái này lên bông vàng trắng giùm em size số 4. Bông vàng trắng này còn đó, cái đó là size số 4 ha. Rồi bông này lên giùm em mã bi hồng đi mấy chị. Bi hồng em còn size 234. Bi hồng size 234 giùm em nha. Không có quần ống suông chị ơi. Rồi lên giúp em mã với giống cái em mặc nè. Cái này lên giùm em là xanh biển ha. Còn cái này lên mã bi hồng giùm em. Tại vì nó có nhiều cái mẫu bông hồng lắm. Rồi bi hồng cho em ha, size 2345 đi mấy chị đẹp. Bông hồng size 23, bi hồng size 2345. Bi hồng size 2345 giùm em ha. Bi hồng xanh biển size số 4 chị Nguyễn Dương. Lên số điện thoại giùm em chị Nguyễn Dương nha. Bi hồng size số 4 cho em chị. Chị Nguyễn Dương lên số điện thoại giùm em ha. Dạ có áo một màu chị ơi, áo một màu hôm nay sale 65 nha. Áo một màu em sale 65 xíu em lên. Áo một màu đính đá, còn áo một màu trơn thì 55. Chị nào muốn xem mẫu nào mấy chị. Rồi cái hoa này đẹp quá trời nè, em còn size 3. Em còn size 3. Size 3. Hình như còn cái size số 3. Rồi cái này lên giùm em mã hoa size số 3 nha. Cái bông này lên đẹp lắm. Cái bông này nhìn như vậy mà lên rất là đẹp. Mình đen bông đỏ nãy em mới mặc đó chị. Mình đen bông đỏ nãy em mới mặc. Cái này cũng mình đen mà bông đỏ nè. Nhưng không có lên bông mà nó lên họa tiết. Rồi cái này size số 3 ha. Chốt cho em mã hoa size số 3 giùm em nha. Mã hoa size số 3 cho em nè. Cái này cũng mình đen nè chị. Rồi lên giùm em mã hoa size số 3, 55-60 kg vừa. Mã hoa này em còn size số 3. Mã hoa này em còn size số 3 nha. Đẹp quá mấy chị. Size số 3 em đang mặc 55-60 kg vừa không? Ừ, em 45 kg mặc còn rộng. Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Dương. Chốt đủ đơn giùm em nha, em chào chị Lê Nhung. Ok chị Nguyễn Nhung nha. Chị nào ta, chị Ánh Hồng đúng không chị?
Phải chị ánh hồng không? Chia sẻ like lên giùm em đi mấy chị, rồi em ghi phiếu chị Nguyễn Nhung nha. Chia sẻ like giùm em 3 lần trang cá nhân, 2 lần vào hội nhóm chợ giùm em mấy chị ơi, tặng phiếu nha. Tặng phiếu bốc thăm thằng áo bà ba nha. Rồi cái em mặc lên giùm em mã cam đi mấy chị, cam. Dạ đúng rồi, ánh hồng đúng rồi. Áo khác, áo khoác mặc nhà hả chị Phượng Hằng, 35.000 một áo chị. Hình như em còn mấy cái á, 6 7 cái gì á, chị nào xem thì xíu em lên. Cái này size số 3 đẹp nè chị Tuấn Khang nè. Rồi chị nào chốt lên giùm em nha. Lên giùm em mã cam size số 3. Mã cam size số 3 rồi, vàng này em còn cái này size số 2 ha. Chị nào vừa chốt cho em vàng 2. Mấy chị lưu ý giùm em, hàng sale chốt kỹ ha. Hàng sale em không có đổi trả nha. Hàng sale là em không có đổi trả nha mấy chị. Sale lỗ rồi mà còn đổi trả nữa thôi luôn á. Chỉ có trả hàng lỗi thôi, đổi hàng lỗi thôi, còn về mà không ưng màu ưng đồ mà kêu trả lại là em không trả. Cái mùa này nó giao hàng rất là khó khăn luôn đó chị, dịch đồ. Rồi lên em mã hoa vàng size số 2 mấy chị ơi, 50-55kg là vừa. Size số 2 tầm chừng 47-48kg trở lên là mặc được mấy chị ơi, em 45kg nè. Áo màu xám trơn, không có xám trơn chị Mạc Hoa, chỉ có xám đính đá à chị. Có xám đính đá à, chị lấy xám đính đá không? Xám đính đá nè chị, chết trơn là em không có xám rồi. Hello chị Nhung Đinh. Tại không biết em, mua mặt không hết luôn. Tại em bán rẻ quá mà chị không mua là uổng đúng không? Rồi em ghi phiếu chị Nhung Đinh nha. Chị Mạc Hoa, cái xám này xám siêu măng mặc lên đẹp lắm chị. Mà bông này là bông mới nè, bông mới nè. Bông này là em chưa có chụp hình đăng ảnh gì luôn á. Chưa chụp hình đăng ảnh gì luôn á, mà bây giờ lỡ bán cho mấy chị á, giá 65.000 thôi. Cái này á, là bán 80.000 nha. Cái này mẫu mới em chưa có sale. Em sale là em sale hàng lẻ size. Mẫu này nha mấy chị, mẫu bông này ha, là 80.000 một áo giùm em nha. Mẫu này là 80.000 một áo ha. Còn hàng sale 65 thì xíu em sẽ lên sao. Mẫu này là giá 80.000 một áo giùm em nha. Cái này là hàng mới, em còn đủ size. Đây chị, màu xám xi măng à, mẫu em đang mặc là 80.000 ha. Chị nào chốt lên giùm em nha. Xám xi măng giúp em mấy chị ha. Nó xám xám xanh xanh lắm. Chị Hoa ơi, được không chị? Cái này được không? Em chỉ có cái này à. Xem áo khoác chờ xíu chị Phượng Hằng, áo khoác kiểu này nè chị. Nó mỏng mỏng nhẹ nhẹ, 35.000 một áo mà mặc rất là mát luôn. Mặc cái mùa này mấy chị khoác ở trong nhà, mấy chị khoác nó mát rùi rụi luôn à. một áo ha. Đây. Cái thun mặt co giãn mạnh lắm, mặt rất là mát, có túi to cho mình luôn nè. Đó, là em bán 35.000 là bán vừa bán vừa tặng luôn. Chứ cái áo rất là đẹp nha mấy chị. Thun mát rụi à. À, áo khoác đây ha. Có nhiều màu chị. Chị nào muốn xem áo khoác thì xíu em lên. Em đang lên bà ba. Đó, nó đơn giản vậy thôi, một màu có hai cái túi vậy đó, là dây kéo. Mẫu em đang mặc là 80.000 nha mấy chị, còn hàng sale 65 thì chị nào muốn sale hàng sale lên hàng sale.
Rồi cái mẫu này ha, 80.000, chị nào chốt thì lên giùm em luôn nha. Tại lỡ em có mấy màu nè. Chị Sony Su xanh biển size số 4. Xanh biển size số 4 em hết rồi chị. Áo bông quá hả chị? Áo bông xanh biển em hết số 4 rồi. Cái bông xanh biển hết số 4 nha, chị lấy bông khác đi. Không có khoác dài Phụng Hằng ơi, dây kéo không à. Còn áo khoác 35.000, chị nào muốn lấy thì lên giùm em áo khoác kèm với số ký. Tại cái đó khỏi lựa màu cũng được mấy chị, mình khoác cái em thấy màu nào cũng đẹp ha. Chị Mạc Phong ơi, vậy em lấy chị cái này hả chị? Size số 3 hả? Size số 3 hả chị? Mẫu em lên là mẫu mới mấy chị ha, hay là chị mấy chị muốn xem hàng sale 65 thì em lên 65. Hàng này 80 cho em nha. Rồi lên giùm em mã xám. Này lên giùm em là màu mẫu này ha, chỉ có mẫu này là giá 80 thôi. Cái này là hàng mẫu mới mấy chị ha, nó đủ size. Rồi màu này lên giùm em là màu đỏ măng cục nè. Đỏ măng cục size 1 2 3 4 5 giùm em ha. Đỏ măng cục size 1 2 3 4 5 chốt giùm em màu đỏ măng cục. Rồi màu đỏ măng cục giúp em mấy chị. Chị Trần Lan một cái áo khoác. Có đơn em mới đi nha chị, áo khoác không là em không gửi hàng chị ha. Áo khoác chị bán kèm đơn thôi nha. Áo khoác em chỉ bán cho chị nào có đơn thôi ha chị. Còn mà mua áo khoác không là em không có gửi hàng ha. Rồi vậy em chốt sáng 3 đi cho mặt hoa. Màu này lên giùm em màu măng cục mấy chị ha. Màu măng cục giúp em nha. Măng cục kèm size 1, 2, 3, 4, 5 chốt cho em mã măng cục. Măng cục 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị. Lên mã măng cục giùm em. Rồi lên giùm em màu xanh coban. Xanh coban đủ size ha. Xanh coban đủ size 1, 2, 3, 4, 5 chốt giùm em màu xanh coban. Rồi lên xanh coban giùm em mấy chị. Xanh coban đủ size 1, 2, 3, 4, 5 nha. Chốt cho em xanh coban. Chị Trần Lan ơi, chị lấy áo khoác 62kg hả? Ok chị. Rồi lên giùm em màu xanh coban đó chị ơi. Xanh coban size 1, 2, 3, 4, 5. Xám xi măng không có trơn chị Nhung Linh. Cái màu xám xi măng nó đẹp ghê lắm mà. Nó đính đá không mà không có trơn. Ho size số 4 còn nhiều lắm chứ chị Sony Su. Để em lên cho nha. Quần em có hai loại quần mấy chị, một cái quần như em đang mặc là quần ống rộng. Quần ống rộng thì có màu đen và màu trắng nha. Quần ống rộng có màu đen và màu trắng, 60.000 một quần. Còn quần ống nhỏ thì 55.000 một quần cho em nha. Quần ống rộng là hai túi, quần ống rộng một túi, quần ống nhỏ hai túi mấy chị ha. Đây cái em đang cầm là quần ống nhỏ nè. Còn em đang mặc là quần ống rộng nha. Em đang mặc là quần ống rộng, ống em đang mặc quần size số 1 thì ống nó rộng tầm chừng 26, 27 á. Cướp lên một size thì nó lên thêm một phân vậy nha mấy chị, nó rộng thêm một phân ha. Rồi quần trắng nè. Quần đen, quần trắng ống rộng 60.000. Còn quần đen ống nhỏ thì 55.000. Quần trắng không có quần ống nhỏ mấy chị ha. Quần trắng thì chỉ có quần ống rộng thôi. Đây quần trắng đây nha. Đó, chứ nào cũng thích quần màu nào lấy quần màu đó. Mấy chị xem không được. Có nhiều cái mạng là phải bật 3G lên mới xem được á. Chị bất luận nhiều khi cái mạng buổi tối cái này nó hơi bị sao em không biết nữa. Rồi em đi phiếu chị Lê Nhung. Mấy chị chia sẻ like là được tặng phiếu nha mấy chị ơi. Bốc thăm tặng áo bà ba nha.
Rồi lên giùm em màu xanh coban. Mẫu áo em đang lên là 80.000 một áo chị. Xanh coban cho em ha, size 1 2 3 4 5 chốt giùm em màu xanh coban. Rồi lên giùm em màu tím Huế. Tím Huế giúp em mấy chị. Tím Huế size 1 2 3 4 5. Còn có một mẫu hàng sale 65.000 nữa ha, cũng mẫu như vậy nhưng mà kiểu nó giống như là nó qua kiểu rồi đó. Những lô trước mà em like nó còn lẻ size á thì em xả 65.000 nha. Còn mẫu đang lên là 80. Không có giả váy màu chị Tài Lộc. Cho chị hai quần ống nhỏ số 3 ok chị. Chị Subi lấy một áo khoác vừa rồi ok chị nha. Rồi lên giùm em màu tím Huế mấy chị. Tím Huế size 1 2 3 4 5 giùm em. Tím Huế 1 2 3 4 5. Hết cái này em lên áo trơn mấy chị ơi, áo trơn xả 55.000 ha. Áo màu trơn em sale 55.000. Rồi lên tím Huế này nè. Màu này chốt giùm em màu đen nha mấy chị. Đen đủ size từ 1 tới 5 thôi. Rồi lên giùm em đen. Hàng sale 65.000 ok chị, hàng sale 65.000 chờ em một xíu. Rồi lên giúp em mã đen nha chị. Đen 1 2 3 4 5. Thật sự hàng sale nó không có khác gì hàng này hết, tại do nó chỉ là nó về trước những cái mẫu này thì em like trước rồi nó lẻ sai, mà nó lẻ sai thì nó khó like thôi à. Rồi lên giúp em mã đen ha. Đen 1 2 3 4 5 giùm em nha. Đen kèm size 1 2 3 4 5. Chị Tài Lộc ơi, hàng bây giờ mà ship á là bèo lắm, một tuần nó mới tới chị, tại vì do dịch bệnh á, hàng nó đi nó phải kiểm dịch, kiểm tới, kiểm tra tới, kiểm tra lui, người nó phải test cái gì tùm lum. Nó mất thời gian lắm. Đó, hàng bây giờ mà đi nhanh nhất là 5 ngày mới tới, còn không 7 ngày á chị. Tại vì cái nước của mình bây giờ là hầu như là gần như cả nước là đều bị nhiễm hết luôn á. Tỉnh nào cũng có hết. Cho tình hình chung mà mấy chị, cho nên là giờ hàng đi nó chậm lắm nha. Bình thường ship 4-5 ngày tới, bữa nay nó là phải 7 ngày mới tới. Rồi màu em mặc là màu cam sữa mấy chị. Là phải không? Màu hồng cam mấy chị, màu hồng cam không phải cam sữa. Cam sữa nó sẽ nhạt hơn cái màu này nha. Cam sữa nó sẽ nhạt hơn cái màu này. Rồi chứ nào thích màu này lên giùm em màu hồng cam mấy chị hơn. Mẫu đang lên là mẫu mới 80.000, còn hàng sale 65 em lên sao nha. Chị Loan Trần số 1 là 45kg tới 50kg chị. Em đang mặc số 1 là em 45kg. Rồi lên giúp em màu hồng cam. Màu hồng cam size 1, 2, 3, 4, 5 chốt mã hồng cam giùm em. Rồi em lên một màu nữa, em lên mẫu áo trơn đó chị ha. Áo trơn em bán là 75 sale cho mấy chị giá 55.000 một áo nha. Chị nào chốt hàng sale không thì phí ship 30.000 giùm em á. Rồi màu này lên giùm em là màu nâu tím mấy chị, màu nâu mà nó hơi ánh tím á, chứ không phải là màu nâu đen, không phải là màu cao khô đâu ha. Hầu như bây giờ là như bộ tỉnh mà nước mình là 63 tỉnh mà bây giờ là gần 50 tỉnh bị rồi đó. Rồi lên giùm em màu nâu tím mấy chị. Chốt màu nâu tím cho em nha. Màu nâu tím kèm size. Màu nâu tím em mấy chị ha. Nâu tím kèm size 1 2 3 4 5. Rồi lên giùm em mã nâu tím. Nâu tím em nha. Màu nâu ánh tím. Rồi em qua mẫu. Nó đá màu trơn. Áo màu trơn 55.000 một áo ha mấy chị. Áo màu trơn 55.000 một áo. Rồi lên giùm em màu xanh lá tươi. Áo hoa em đang sale có 55 thôi á. Áo hoa em đang sale có 55 à. Rồi lên giùm em màu xanh lá tươi mấy chị hơn, xanh lá tươi em còn 1 2 3.
Xanh lá tươi em còn size 1, 2, 3 từ 45kg cho tới 60kg. Cao kia cao một xíu thì 62kg vừa size số 3. Chị Phi Phạm 60kg là chị áo bông, chờ lại xíu đi chị Sunny Su, tại áo bông nãy em lên rồi á. Bây giờ lên áo bông nữa mất thời gian, chị chờ xíu em lên lại cho nha. 60kg cao như chị Nghi Phạm, nếu mà chị cao 1m55 trở lên thì chị mặc size số 3, còn cao dưới 1m55 mặc size số 4 nha chị. Nâu tím là như hết số 5 rồi chị Huệ ơi. Rồi nâu tím em còn 1, 2, 3 hết số 5 rồi, để chọn ngay cái nào hết số 5 luôn á. Nâu tím em hết số 5 rồi nha chị Huệ ơi. Rồi xanh lá em còn size 1, 2, 3. Đổ cho chị áo màu đen. Vậy chờ là chị lấy áo màu đen size số 3 hả chị? Xanh lá tươi số 4 chỉ có đính đá thôi chị mặc thôi. Áo trơn em đang mặc không có tới số 4, chỉ có số 3 thôi. Vậy là chị đổi lại áo màu đen đúng không chị? Màu đen em chốt chị mà thôi, vậy bỏ cái xám ra đúng không? Chốt cho kỹ giùm em nha, cái hàng tới rồi trả lại nên là mệt em lắm đó. Mẫu em đang lên sale có 55.000 một áo thôi mấy chị đẹp. Màu xanh lá giúp em, xanh lá tươi em có size 1, 2, 3 nha. Chị đâu chốt lên giùm em nè, 55.000 thôi mấy chị đẹp ơi. 55.000 chị. Xanh lá tươi số 3 em chốt chị Phi Phạm. Lên số điện thoại giùm em nha chị nha. Ngồi xanh lá tươi số 3 em chốt chị Phi Phạm. Chị nào cắt mới lên số điện thoại giùm em đi mọi người. Trời ơi cái đâu comment chạy đâu mất tiêu rồi. Nói vậy mà nó hết rồi chị Huệ ơi. Chị Phi Phạm ok chị. Xanh lá tươi trơn em không có số 3, xanh lá tươi đính đá em mới có xanh lá tươi trơn em hết số 4 rồi nha. Chị nào mà lấy xanh lá tươi thì lấy qua đính đá hàng sale 65.000 giùm em còn một cái nè. Đây em còn một cái xanh lá tươi size số 4 sale 65 nè, hàng sale nè, chị nào lấy chốt thì em xanh lá tươi size số 4 65.000 ha. 60 đến 65 kg vừa. Hơi bị đẹp luôn mấy chị nha. Hàng đính đá. Rồi lên giùm em xanh lá tươi nha. Xanh lá tươi hàng đính đá sale 65.000, áo trơn em không có số 4. Áo trơn không có số 4 chị. Áo trơn không có số 4. Rồi chị nào thích thì lấy quả này giùm em ha. Lên giùm em màu tím mực. Xanh lá tươi chỉ còn số 4 65.000 đó, chị nào lấy còn có một cái một, chị nào lấy thì lấy nha. Rồi cái này lên màu tím mực giùm em mấy chị. Tím mực size 1, 2, 3. Xanh lá tươi. Bộ da váy màu em không có chị Tài Lộc. Rồi xanh lá tươi số 4 này em chốt cho chị Mặt Hoa. Số 4 đá nha chị Mặt Hoa 65.000 nha.
Rồi cái em mặc lên thì em là tím mực mấy chị. Size 123, tím mực 123 em ha. Tím mực 123. Tím mực 123 mẫu em đang lên sale 55.000. Còn em chốt chị mặc hoa. Xin lá tươi số 4 đính đá em hết rồi chị Nguyễn Nhung ơi. Giờ lên dịp em màu tím mực. Chị comment sao? Tại chị comment sao mà chị mà kho comment trước. Trời ơi khổ quá. Rồi lên dùm em màu xanh nước biển. Xanh nước biển em có đủ size nè. Ủa cái này đúng đó. Đỏ tươi đi mấy chị. Đỏ tươi size 1, 2, 3, 4, 5 chốt cho em màu đỏ tươi. Đỏ tươi 1, 2, 3, 4, 5 dùm em nha. Rồi lên em mã đỏ tươi size 1, 2, 3, 4, 5. Đỏ tươi 1, 2, 3, 4, 5 dùm em nè. Màu đỏ tươi mấy chị. Quần em có quần màu trắng và quần màu đen nha mấy chị ha. Chị nào thích lấy quần màu nào lấy nha. Có màu trắng chị Hiền Văn. Đi đơn từ 3 áo mọi người ha. Đi đơn từ 3 áo dùm em nha. Rồi chốt giúp em đỏ tươi mấy chị. Đỏ tươi 1, 2, 3, 4, 5 lên mã đỏ tươi giúp em nè. Áo cơ màu trắng có chị. Áo cơ là nhiều màu lắm, màu nào cũng có hết á. Trắng đủ size từ 1 tới 5 giùm em ha. Rồi màu trắng đây nha. Cho giùm em đỏ tươi size 1, 2, 3, 4, 5 chốt cho em mã đỏ tươi. Đỏ tươi 1, 2, 3, 4, 5 rồi em lên màu trắng. Màu trắng đủ size mấy chị ha. Trắng em còn đủ size từ 1 tới 5. Rồi chị nào thích trắng chốt trắng giúp em nha. Trắng 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị chốt giúp em trắng. Chất thun co giãn mạnh mọi người ha. Rồi lên trắng giúp em nha. Tỏ tươi số 3 em chốt chị Phi Phạm. 55.000 một áo mọi người. Rồi lên trắng giùm em. Hello chị Vân Trang. Mọi người ơi chia sẻ like lên giùm em đi. Chia sẻ like cho em 3 lần về trang cá nhân, 2 lần lên hội nhóm chợ là em ghi phiếu. Em bốc thăm thằng áo và ba nha. Chị nào mà có chia sẻ là sẽ được tặng một phiếu thôi. Chút nữa em bốc thăm là chúng tôi mình là mình được tặng thêm một áo và ba nữa nha mấy chị. Chị Nhung Nguyễn ơi, áo đính đá mà sale 65 em còn cái xanh lá đậm chị lấy không? Xanh lá đậm sale 65.